chào cả nhà, chào các bạn. Thì hôm nay Hiền Dầu Bếp chia sẻ cho cả nhà món ăn đó là gỏi núm mèo. Thì hôm nay Hiền đi chợ á, Hiền thấy người ta bán cái núm mèo rất là tươi, rất là ngon luôn. Bởi vậy Hiền mua về đem về chia sẻ cho cả nhà món gỏi này ha. Thì cái món này thì chay ăn cũng được, mặn ăn cũng được, nhưng mà làm thì rất là đơn giản, rất là nhanh luôn. Thì gỏi núm mèo gồm có những gì thì bây giờ Hiền quay cả nhà xem nha. Gỏi núm mèo thì gồm có là cái núm mèo này, thì núm mèo thì Hiền mua cái núm mèo tươi xong về mình rửa cho nó sạch, mình để cho ráo nước ha. Cả nhà thấy cái núm mèo này nó vừa nhỏ mà nó tươi chứ không phải là khô nha, chứ mình đừng có mua núm mèo bự quá nó lòn mềm á, ăn không ngon. Rồi mình mài cho cơ sẹo tự hay mua ở dao mài sẹo tự với dao mài ta tự vô mài xin sen tự với dao mài canh tự nhưng quy của mình dao dôn lẻn banh dao dôn nó cơ sẹo mua ở vô xin sen tự bị cho hậu sư hồi lại nó cơ. Cái dĩa này là cái dĩa gừng non là Hiền sắc nhuyễn về mình, cái mình gọt vỏ mình gọt cho sạch xong rồi mình sắc cọng nè, chứ có sư ninh chăng với dầu mài lào chăng phân sinh suy dụ tiện khủ cho dù mình mua cái ninh chăng xe si ở. Còn cái dĩa này là cái sơn thổ nè, cái này là tỏi Hiền cũng băm nhuyễn với ớt, Hiền sắc miếng với cái này là cái ngò rí cả nhà, thì Hiền cũng sắc nhỏ nè. Thì cái này là sang sai hô lại là xoan thổ kinh la treo. Thì bây giờ Hiền bắt đầu trụng nha cả nhà. Bây giờ Hiền bắt cái nồi nước này lên nha cả nhà. Thì trước khi nước sôi á, Hiền đi làm cái nước mà trộn cái gỏi núm mèo ha. Thì trên da gọi si thẹo nó cơ thẹo quay leo nó cơ banh đáng banh nha, nhưng nguyên nó cơ từng sợi cuộn của mình sẽ khởi gì chuộng cái trộn nước trộn gỏi nha cả nhà. Cái này nước tương thì mình làm 2 muỗng ha. Dầu hào 3 muỗng nha cả nhà. Dầu hào 3 muỗng ha. Giấm đen mình bỏ 2 muỗng nha. Cái này mình lấy giấm đen chứ không phải là giấm trắng nha cả nhà. Đường Hiền bỏ vô 2 muỗng. Dầu mè mình chế vô 1 miếng nha. Những hỗn hợp này thì mình trộn đều lên nha cả nhà. Mình trộn cái món này mình khỏi cần bỏ bột niêm ha, mình khỏi cần nó cơ bỏ bột niêm, chỉ bỏ đường với giấm nước tương dầu hào, vậy là ăn ngon nữa cả nhà. Cả nhà nhớ là phải bỏ cái dầu mè vô nha, chan dầu y tiên dầu phân thực sai hào sư, mấy dầu chan dầu mua hào sư hào. Bây giờ nước nó sôi cồn lên đó thì mình đổ cái núm mèo này vô nha. Mình trụng khoảng 1 phút tới 2 phút là được rồi nha cả nhà, mình không có được trụng lâu nha. Tại vì trụng lâu là cái núm mèo nó mềm nó hết ngon nè. Hiền trụng khoảng 1 phút mấy cả nhà, gần 2 phút rồi đó, Hiền vớt cái núm mèo này ra nha. Giờ mình đem đi dội nước lên cả nhà, mình dội cho nó nguội lại ha, mình dội nước cho nó nguội lại. Mình
dội nước xong rồi đó, rồi mình để cho nó ráo xong rồi mình thả trộn ha. Cái nấm mèo bây giờ mình để cho nó ráo nước rồi nè cả nhà. Thì bây giờ hiền trộn cái nấm mèo này nha. Thì cái chan nè, gừng á mình bỏ vô. Cái này bạn thích nhiều ít thì tùy theo cái ý thích của mình ha. Cái này gừng là gừng non bởi vậy ăn không có cay nha cả nhà. Rồi tỏi, tỏi thì bỏ vô. Bỏ vài lá ớt vô ha. Rồi. Hành lá bỏ vô luôn cả nhà. Rồi cái nước mà hồi nãy mình thẹo hào lên á, mình chế vô. Mình chế vô hết luôn ha. Bây giờ Hiền trộn lên cả nhà. Đó, mình trộn cho đều lên. Cái món này đơn giản thôi nhưng mà ăn rất là ngon cả nhà. Tại cái này thì cái chai mặn thì mình cũng đều làm được hết, đều ăn được hết. Tại mình không có bỏ nước mắm ha. Vậy là xong rồi cả nhà. Mình xếp cho dễ ha. Các bạn nhìn thấy ngon ghê chưa? Thì hồi nãy Hiền chừa cho một miếng ngò rí mình rắc lên. Rồi ớt mình rắc lên luôn cả nhà. Cái dĩa gỏi nấm mèo Hiền cũng làm xong rồi nha cả nhà. Cái dĩa này thì mình có thể mình để vô tủ lạnh khoảng 3-4 ngày ăn vẫn được nha. Tại vì cái nấm mèo mình trộn xong rồi đó thì mình có thể bỏ vô tủ lạnh, mình khỏi hâm nóng cả nhà, mình bỏ vô tủ lạnh ăn thì nó lạnh lạnh ăn rất là ngon luôn. Mình làm xong rồi mình bỏ vô tủ lạnh ăn từ từ ha. Cái dĩa nấm mèo này làm xong rồi cả nhà, tới bây giờ Hiền ăn thử nha. Đây, nhờ cả nhà xem. Đó, nhìn cái nấm mèo mình ăn thử nha cả nhà. Nó rất là giòn luôn, ăn mà nghe giòn rụm luôn cả nhà. Nhưng mà mình mới vừa trộn nó chưa có thấm nhiều ha. Mình nếu mình để vài tiếng nữa thì nó thấm nhiều hơn, nó ngon nhiều hơn. Tại vì cái nấm mèo nó chưa có thấm vô, nó hơi bị lạc. Ở ngoài thì nó giòn, ở trong ăn thì nó giòn thôi nhưng mà nó còn hơi lạc ha, nó chưa thấm đều. Ăn rất là ngon luôn đó nha. Ý mình có bỏ gừng nè, đây là gừng non ăn không có cay mà nó có vị thơm nữa. Món này thì mình có thể ăn không cũng được nè, rồi ăn cơm cũng được nè, rồi ăn chay cũng được luôn, ăn mặn cũng được luôn, rất là ngon. Nhìn chứ ăn cái này một cái nữa là mình không có sợ mập. Tại vì không có dầu mỡ nhiều, mình bỏ có một chút là dầu mè trắng thôi nha, chứ mình đâu có, thì mình chỉ có đường nè, nước tương nè, dầu hào,
Vậy thôi chứ không có bỏ gì nhiều ha, bởi vì ăn nó mình cũng không có sợ mập nữa, vừa ngon vừa rẻ lại không có sợ mập nữa nha. Chưa thấm vô gì mấy nhưng ăn rất là ngon luôn. Ngon lắm cả nhà ơi, ngon lắm. Cả nhà có thể mua cái loại này về ăn thử nha. Tại vì cái nấm mèo này á, cái ăn nhìn nè, nó nhỏ xíu à. Thường thường cái nấm mèo mà người ta bán là mình xào nấu đồ ăn á, nó bự cái không? Nó bự bằng cái bàn tay của mình luôn. Nhưng mà cái nấm mèo này thì nó khác ha. Nó nhỏ nhỏ thôi, rất là dễ thương nhưng ăn rất là giòn. Thì nấm mèo này thì nó mắc tiền cả nhà, mắc tiền hơn nấm mèo kia. Nhưng mà mua cái dĩa này nè, mình mua chưa tới 100 ngàn nha cả nhà, mình mua có 90 ngàn, 90 đồng ở bên đây, 100 đồng bên đây là Việt Nam mình 70 bảy mấy ngàn đó. Cái dĩa này bảy mấy ngàn ha, rất là rẻ luôn, vừa rẻ lại vừa ngon. Với nếu mà các bạn đi ra ngoài chợ mà người ta bán sẵn nó có chút xíu thôi là mấy chục đồng rồi đó, mình làm nguyên một dĩa bự cho bá luôn, chưa tới 100 ngàn, rất là rẻ. Ở nhà có thể làm thử, nhưng mà mình thích ăn ngọt đó, thì mình bỏ thêm đường nha. Cái này là Hiền làm giấm đen chứ không phải đành gì chanh. Nếu mà nhà bạn không có giấm đen thì các bạn có thể làm chanh ha, nhưng mà cái giấm đen thì nó hợp hơn với mà chanh nha, nó mùi vị nó hợp hơn với nó ngon hơn cái chanh, mà làm chanh thì cũng được. Thì Hiền chia sẻ cái món mà cái núm mèo này nè, hay mua ở nữa cơ, núm mèo mà trộn gỏi cả nhà. Thì đến đây cũng kết thúc rồi, Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền. Thì bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ Hiền ha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà lần sau, bye bye.